Chào mừng các bạn đã quay trở lại với DVC Channel, mình là Amika đây. Ngày hôm nay thì mình đang có trên bàn đây là một em laptop cực kỳ mới. Một em laptop Dell Inspiron, và em này thì nó sẽ có cho chúng ta một cái kích thước màn hình lên tới là 16 inch. Và cái tỷ lệ của nó giờ đây không còn là 16:9 nữa mà là 16:10. Cho nên là chúng ta sẽ thấy rằng là cái phần màn hình của em này nó sẽ hơi vuông. Và cũng chính vì cái tỷ lệ này thì nó sẽ giúp cho cái phần viền cạnh dưới của một cái chiếc laptop bình thường nó mỏng hơn các bạn nhé. Nhìn vào chúng ta có thể thấy được cái sự khác biệt luôn, đúng không nào? Vậy trong tương lai nếu như mà xuất hiện thêm những cái màn hình gọi là 16:11 này, rồi 16:12 thì gần như cái phần viền trên, viền dưới nó sẽ nằm ở cái mức tối giản nhất có thể, mỏng nhất có thể. Tuy nhiên điều đó thì mình thấy là sẽ đánh đổi lại về việc không thể nào lắp thêm được cái webcam nữa. Webcam nó phải cần một cái vị trí vừa đủ để có thể lắp được. Mặc dù chúng ta biết rằng là webcam của những cái chiếc laptop như thế này thường nó khá là tệ, đúng không nào? Đấy. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng là vẫn sẽ có những cái cách khắc phục khác, ví dụ như là thò thụt, hay cũng có thể là tạo cho nó một cái gờ lên đó, cái gờ nó lồi lên như thế này thì cũng có thể khắc phục được cái vấn đề nếu như mà chúng ta muốn tạo ra một cái chiếc laptop viền siêu mỏng. Quay trở lại với cái chiếc laptop này thì đây là một trong những cái chiếc laptop mình thấy rằng là rất đẹp, rất cao cấp đến từ Dell, khi mà vỏ của nó được làm từ nhôm, hợp kim nhôm. Kèm với đó là mình thấy cái độ dày của cái phần vỏ này là nó rất là tốt này. Đấy, chứ không phải là nó kiểu một cái vỏ mỏng đâu. Rồi là cái phần form thiết kế chỗ bàn phím chiếu nghỉ tay này, nó sẽ giống na ná với lại những cái dòng MacBook. Nó sẽ bị cắt giảm đi phần cụm phím phụ, cụm phím số đó. Dành cho những bạn nào hay nhập số liệu thì các bạn sẽ thấy rằng là đây là một điểm rất là tiếc nuối. Thay vào đó thì nó sẽ lắp thêm hai cái dải loa kép đấy ở hai bên như thế này. Chúng ta có thể thấy được rằng là đây là một cái form thiết kế nhìn trông rất giống MacBook. Và cái phần touchpad ở phía bên dưới thì nó lại rất to, giống y chang luôn, không khác gì cả. Chỉ có khác một tí là ở khu vực touchpad này thì nó sẽ có một cái gờ lồi lên. Và mình thấy rằng là đây cũng là một cái cảm giác giúp cho chúng ta có thể là gõ phím tốt hơn chẳng hạn. Mặc dù là cũng không thấy rõ được cái sự khác biệt. Đôi khi là đây chỉ là một cái điểm nhấn thôi của cái chiếc laptop này. Và về phần màn hình của em này thì nó sẽ có kích thước là 16 inch, tỷ lệ 16:10 như mình đã nói. Tần số quét là 60Hz và độ phân giải sẽ là Full HD. Tấm nền của nó đang sử dụng ở đây đó chính là tấm nền WVA. Đây là một cái tấm nền cũng rất quen thuộc rồi, tấm nền mà Dell đã công bố từ năm 2005. Công nghệ Dell IPS ấy, thì được ra mắt từ năm 1993. Còn đối với lại Dell WVA ấy, thì với cái công nghệ màn hình như thế này này thì nó được ra mắt từ năm 2005. Thì đối với lại một cái màn hình như thế này thì nó cũng chỉ là một cái màn hình giá rẻ thôi các bạn nhé. Các bạn lưu ý với mình, nó cũng chỉ là một cái màn hình giá rẻ thôi. Nếu mà phục vụ tốt về mặt trung thực, trung tính của màu sắc thì khả năng cao IPS nó sẽ đáp ứng tốt hơn, kể cả là về mặt góc nhìn đi chăng nữa. Con này thì nó sẽ có một cái hiện tượng đảo màu nhẹ một tí khi mà chúng ta nhìn từ trên xuống. Còn về góc nhìn ngang thì nó rất rộng, 178 độ giống như IPS luôn. Các bạn sẽ không cần phải lo về cái việc là con này có cái chất lượng kém. Thật ra thì nó sẽ kém hơn IPS một tí. Tuy nhiên thì đối với mình thấy rằng là nó vẫn cho ra một cái trải nghiệm tốt xét ở trong phân khúc giá này. Tầm này thì đâu có ai mua về để phục vụ những tác vụ chuyên nghiệp đâu, đúng không nào? Đấy, cho nên là cũng có thể châm chứa được cho em nó. Về phần hiệu năng thì em này nó chạy con chip là AMD Ryzen 5 5625U. Đây là một con chip nói chung cũng rất là quen thuộc rồi. Và dòng U thì nó cũng giống như là dòng U của Dell vậy. Nó cũng thiên hướng tiết kiệm điện năng. Và đây là một cái chiếc laptop văn phòng. Đây là một cái dòng máy Inspiron, nhưng mà nó sẽ không có cạc rời đâu các bạn nhé. Nó chỉ có mỗi con chip như thế thôi. Và RAM thì có thể mở rộng, SSD thì nó cũng sẽ dao động ở mức tối thiểu nhất là 256GB. Cũng hơi hụt đúng không nào? Cái tầm này thì tầm này mình nghĩ rằng là 256GB nó là một cái option rất là thấp, khó mà đủ dùng lắm. Cài một vài app là sẽ thấy nó hết ngay. Thế cho nên là hy vọng trong tương lai sẽ có những option tối thiểu là 512GB, từ đó mà người dùng có thể là sử dụng thoải mái hơn. Tất nhiên là chúng ta biết rằng giá tiền nó cũng sẽ cao hơn, và xét ở thời điểm hiện tại việc mà chi phí sản xuất về chip, về nói chung tất tần tật nhiều khâu ấy, nó đang bị gián đoạn, và nó mặc dù có cái sự hồi phục nhưng mà nó không quá là đáng kể. Cũng phải sau khoảng thêm một năm nữa thì mới có thể ổn định quay trở lại ban đầu được. Mình nghĩ là như thế. Rồi, còn về phần bàn phím của em này thì sao? Hành trình phím thì nó nằm ở cái mức rất là tối thiểu thôi. Nó không phải là hành trình phím sâu. Phím thì gõ là cực kỳ chắc chắn các bạn nhé. Tuy nhiên thì nếu mà xét về cái mức độ hoàn thiện thì chắc chắn là Dell sẽ thua MacBook một bậc rồi, hoặc là một trời một vực cũng được. Dù sao thì đây cũng là một cái dòng laptop giá rẻ, thiết kế form nó giống thôi, chứ còn về cái mức độ hoàn thiện thì không ăn lại được với Apple đâu. Đấy, tiền nào của nấy đúng không nào? Và LED của con này thì nó cũng sáng rất là vừa phải, nó có hai mức sáng, nhưng mà cái mức sáng cao nhất của nó thì cũng
trừ khi là các bạn làm trong cái điều kiện nó tối lắm ấy thì các bạn mới thấy, gần như là tắt hết tất cả các đèn luôn thì các bạn mới thấy, còn không thì nó sẽ hơi khó nhìn nếu như mà trong điều kiện mà tối tối mờ mờ. Thật ra thì cái vấn đề này mình nghĩ là nó cũng hợp lý thôi, vì đèn led phím mà nó sáng quá thì nó sẽ gây ra hiện tượng bị chói mắt và nó khiến cho chúng ta không thể nào tập trung được để làm việc và màn hình đúng không nào. Cho nên là cái led của nó cũng nằm ở một cái mức vừa phải thôi. Led này thì led xuyên qua ký tự nên chúng ta có thể nhìn rõ trên phím luôn, thay vì là led chỉ ở dưới chân như là một vài cái chiếc laptop đời cũ. Đây là đời mới mà đúng không nào. Touchpad thì rất to, vuốt rất sướng. Trời ơi, mình cảm giác như là cái touchpad này nó cũng đạt tới cái mức độ là khoảng 7-8 so với lại một cái touchpad của MacBook. Thì rê mình thấy rằng là nó sẽ hơi rít nhẹ để mà nó có một cái mức độ kiểm soát tốt. Khi mà rê thì nó sẽ không có bị trơn trượt hay là đấy, nó sẽ giúp cho chính xác hơn. Còn về phần các cổng kết nối thì nó đều đầy đủ cả các bạn nha. Đấy, mặc dù ít tối giản nhưng mà nó vẫn đủ cho những cái nhu cầu ở thời điểm hiện tại. Con này thì không mở được 180 độ đâu. Trọng lượng của em này thì cũng khá là nhẹ nếu mà so với lại một cái chiếc MacBook cùng kích thước ấy, thì về cái mức độ đặt khối thì trên MacBook nó sẽ tốt hơn, nó nặng hơn là khoảng 2.1 kg, còn con này thì nó chỉ khoảng là 1.8 kg thôi. Laptop giá rẻ mà, đòi sao được đúng không nào. Đấy, con này thì nó cũng sẽ có biến thể cảm biến vân tay nữa nếu như các bạn nào muốn bảo mật nó tốt hơn. Và còn về thời gian sung pin của em này thì nó sẽ dao động từ 6 đến 7 giờ theo như là không phải là theo như nhà sản xuất công bố đâu nhé, nhưng mà theo như cái những gì mình trải nghiệm đấy, thì nó dao động tầm đó nó cũng đã chuẩn rồi, không thể nào đòi hỏi hơn được. Mà đây là với những tác vụ văn phòng nhé, đây không phải là một cái chiếc laptop hiệu năng nó quá mạnh, nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy này, tỷ lệ màn hình mới này 16:10 như thế này thì nó cũng sẽ giúp hiển thị nhiều thông tin hơn, màn hình cũng ổn, độ sáng có 250 nits thì nó không quá sáng đâu, nhưng mà mình nghĩ nó nằm ở cái mức chấp nhận được. Vỏ thì cũng kim loại rất là sang trọng này, thiết kế rất là đẹp đấy, chuẩn là văn phòng cao cấp luôn ấy, nhưng mà giá thì nó lại khá là hời, dưới 20 triệu đấy. Vậy còn các bạn nghĩ sao về em laptop này, xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.